À, hôm nay tôi có việc đi lên trên Chiêm Hóa, thì tiện thì lên thăm cái thủy điện ở thủy điện này là thủy điện cái gì nhỉ? Đầm Hồng, ở khu vực Đầm Hồng thôi. Còn chưa biết tên thủy điện này là thủy điện gì. Ngay trước mặt chúng ta đấy, ngay trước mặt chúng ta phía bên tay trái màn hình nhé. Đấy, đường leo lên đập là đường nào ạ? Họ cho vào hay không ạ? Lâu mới cho vào. Còn lâu mới cho vào. Cho vào. Không sao cho vào được. Cộng. Đây là thủy điện Đầm Hồng. Để đi vòng vòng dưới kia xong mình tập quay lên nhé. À. Cross. Cái đường này đi từ đây lên thủy điện Na Hang nó chỉ còn có chưa đến 30 cây nữa. Vâng, chưa đến 30 cây nữa là đến thủy điện Na Hang rồi. Thế thì đây thì người ta cũng tận dụng cái độ chênh lệch giữa cái cốt nước để người ta vừa giữ nước làm thủy lợi rồi người ta vừa giữ nước làm thủy lợi vừa làm thủy điện. Đấy. Đây là thủy điện Chiêm Hóa. Vâng, ICT tôi không biết là cái viết tắt của tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ma Tây khỉ gió gì. Chắc là cái liên doanh hoặc là cái ai đầu tư đấy. Ở đây là cái mực nước nó cũng rất chi là thấp. Nó rất là thấp thì cũng nghe nói là hôm vừa rồi là mưa to là trên Na Hang người ta cũng xả nước đấy nhưng mà nó cũng không ăn thua gì cả. Đấy. Đây là cái phao để người ta chắn rác ở trên cái thượng nguồn về. Để chảy ra đập tràn để nước nó phục vụ cho thủy điện. Đây, đây cũng không rõ là cái thủy điện này là không rõ là công suất là bao nhiêu megawatt, không biết là bao nhiêu mê, nhìn cũng nói chung là nhìn cũng rất hoành tráng đúng không ạ, rất hoành tráng. Kia này không biết là bao nhiêu tổ máy thì cái này chắc là phải về tìm hiểu sau. Nước cũng rất chi là chữ nước cũng vừa tới ạ. Hiện tại thì ở đây là người ta cũng đang không cho chạy phát điện, không thấy nước xả đây, chắc là cái mức nước nó thấp quá. Cái này mức nước nó thấp quá, họ không xả nước. Chắc là công suất nó cũng rất chỉ là bé, nó nhìn có hai trạm biến áp đưa lên hay sao, nhìn bé lắm. Đường rất chỉ là đẹp, đúng là thủy điện thì ở chỗ nào cũng đẹp cả, bởi vì xung quanh này nó là cây cối với rừng núi rất đẹp. Đẹp mênh mông bát ngát luôn. Trên này toàn chạy xe Bảo Yến này, toàn chạy 4-5 chỗ đấy. Đây là ba anh đi cùng với tôi đấy. Dòng chảy trên miền núi thì nó rất là hẹp thôi.
Đó, nói chung là sông suối ở trên miền Bắc thì nó độ dốc thì cao, dòng chảy thì mạnh và lòng sông thì nó hẹp, nó không hiền hòa như dòng sông ở trong miền Nam. Bên kia họ cũng đảm bảo an toàn, là cũng kè bờ, xây kè bờ hết từ trên kia, một đoạn cũng khá xa. Đấy. À, bên kia họ nuôi cá bè rất nhiều. Đấy. Rất tiếc là vì cái lý do an ninh cho nên là các anh cũng không cho vào phía trong để tham quan, cũng như thủy điện Thác Bà. Thủy điện Thác Bà thì chúng ta được mua vé chúng ta vào, chứ ở đây không được vào. Đây là một điểm đáng tiếc, mình cũng muốn tham quan một tí cái những cái công trình nó mà tầm cỡ cho thấy từng từ khu vực ấy, cũng cảm thấy nó rất là thú vị. Bây giờ chả biết làm thế nào cả. Đó, thế thôi, chào mọi người đấy.